Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Suzuki GSX 2 km/h 2024 phiên bản cải tiến vừa ra mắt châu Á. Suzuki Nhật Bản vừa cập nhật cái mẫu xe thể thao GSX 2 km/h 2024 cho cái năm mới. Vì đây nó được cải tạo tương ứng với nhiều cái mẫu xe hiện nay được bán ở Trung Quốc bằng cách điều chỉnh là cái bộ đèn pha từ việc tận dụng bóng đèn sơ đốc sang dạng LED tiên tiến hơn. Suzuki GSX 2 km/h hiện tại chỉ mới có mặt tại thị trường xe máy Trung Quốc và Nhật Bản. Cái chiếc xe này mang trên mình DNA thể thao toàn diện từ cái dòng loại GSX-R chỉ dành với một phong cách tương tự với nhiều anh em của nó là cái chiếc GSX-R1000 và GSX-R710 hiện đã bị ngừng sản xuất. Suzuki GSX 2 km/h 2024 được trang bị cho mình động cơ là 2 xăng, dung tích là 250cc 4 thì, loại là SOC 2 van trên mỗi xe lăn, làm mát bằng dịch. Đây cũng là có động cơ được trang bị cho cái chiếc Suzuki Inazuma đến từ Trung Quốc, cho ra công suất tối đa là 18,4 lực, tại ngưỡng tua máy là 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 23,4 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.500 vòng trên phút. Về cái phần cập nhật mới sẽ có một vài sự đổi nhỏ về mặt trang bị. Cái bộ đèn trước sẽ được đổi sang công nghệ bóng đèn LED, trong khi cái bộ đèn DL cũng được điều chỉnh thành cả bộ đèn LED. Đồng thời bổ sung thêm cái tính năng an toàn mới, cụ thể là Assist and Lane Plus, vốn được trang bị phiên bản trước ở dạng tùy chọn, nhưng cái phiên bản của năm 2024 nó sẽ là trang bị tiêu chuẩn từ nhà máy. Ngoài ra, Suzuki GSX 2 km/h 2024 sẽ có thêm gam màu mới. Đối với phiên bản tại thị trường Nhật Bản, nó sẽ có tới 4 màu, mang những gam màu chủ đạo giống như cái gam màu được bán ra tại thị trường Trung Quốc, như cái gam màu xanh Chata Blue Metallic No. 2, cái gam màu trắng Spur Lazier White No. 2. Ngoài ra sẽ có thêm cái gam màu đỏ The Diamond Red gam màu mới và cái gam màu đen Metallic Spur Nebula Black, càng tạo nên cái sự khác biệt cho cái dòng sản phẩm tại thị trường Nhật Bản. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.